Khi mà anh coi xong á thì bà mẹ, tại sao vậy hả? Tại sao em lại đi nói người Việt Nam không tốt? Tại sao em nói rằng là đất nước Việt Nam thì không tốt? Giận chứ. Trời ơi, anh là người Việt Nam nè, anh tự hào mình là người Việt Nam, tại sao em đi nói như vậy? Có khi á em coi cái clip này á, em sẽ nghĩ rằng là Nguyên Vũ là ai ta? Nguyên Vũ là cái gì mà lại lên đời dạy đời mình? Anh thích điều đó. Anh thích cái suy nghĩ của em. Anh đang dạy dỗ em đó, có biết không hả? Vì vậy mà anh lấy tư cách là một người đàn anh, anh nhắc nhở em, mình nói như sao á thì nói, nhưng mà đừng để ảnh hưởng đến mọi người, đừng cảm giác cho mọi người làm cảm thấy mình bị xúc phạm, em hiểu không? Em nói như vậy là không được. Em nói như vậy em đừng có quên một cái điều, quên một cái điều, ba mẹ em là ai? Là người Việt Nam. Hả? Em ăn cơm Việt Nam, em ăn nước mắm Việt Nam, cái mẹ gì cũng là Việt Nam hết. Mà em đi nói Việt Nam nó cứt là sao? Hả? Em có quên không? Em coi chừng em quên luôn cả tiếng Việt á. Thầy cô dạy em từ nhỏ tới lớn đều là tiếng Việt hết. Thì em nói mẹ tiếng Việt đi, bà đặt tiếng Anh lộn xộn làm chi vậy? Hả? Đâu có ai mượn, đúng không? Nhưng mà anh nghĩ một điều. Người có tật á thì luôn luôn có tài. Người có tài thì luôn luôn có tật. Mà em á có tật thì nhiều rồi đó. Vậy thì em chứng minh đi. Chứng minh cho mọi người thấy rằng là em có tài. Một lần nữa, lấy tư cách là một người đàn anh, tuổi đời, tuổi nghề đều hơn em hết. Anh nhắc nhở em lần nữa, nói chuyện, ăn nói khi post lên trên mạng những điều mình muốn nói, cẩn thận để anh nói ít, hy vọng em hiểu nhiều. Hát cưng.